Hôm nay mình sẽ làm cái sinh tố bạch đậu đỏ. Đây là cái món ăn mà nó gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Và món này thì làm nó cũng khá là đơn giản, ăn lại vừa ngon vừa thanh mát nữa. Thì sau đây mình mời các bạn cùng làm. Và để làm sinh tố thì mình đã chuẩn bị là 200g đậu đỏ. Thì các bạn lựa đậu đỏ, cái hạt nó mới và nó to tròn như vậy thì mình làm ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào đây để mà mình rửa đậu. Trong cái lúc mình rửa đậu á, mình thấy những hạt nổi lên nè các bạn. Đó là những hạt nếp và hạt hư đó. Thì mình sẽ lựa mình bỏ ra. Và đây là cái đậu mình đã rửa sạch rồi. Thì bây giờ mình sẽ đem đậu đi mình nấu. Mình cho hết đậu vào cái son luôn nè. Và với 200g đậu đỏ thì mình sẽ sử dụng là 1 lít nước để mình nấu đậu. Cho nước vào xong thì mình sẽ bắt đậu lên bếp và mình nấu. Lúc đầu thì mình sẽ bật cái lửa vừa để mình nấu đậu. Nấu đến khi nào cái nước đậu mình nó sôi lên như vậy nè, thì mình sẽ giảm lại cái lửa nhỏ, lửa riu riu á, để cho cái đậu mình nó mềm, nó chín từ từ á các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng nửa ký dừa nạo để mình vắt lấy nước cốt. Thì ở đây mình sẽ vắt nước cốt 2 lần. Mình sẽ vắt nước cốt nhất để riêng và cái nước cốt dảo. Thì đầu tiên thì mình sẽ vắt nước cốt nhất, mình sử dụng là 200ml nước. Rồi mình nhồi cho thật là kỹ để mình lấy hết cái nước cốt của nó nha. Nhồi xong rồi thì mình sẽ lượt qua gây để mình lấy cái phần nước cốt. Và đây là nước cốt nhất, nó rất là đậm đặc luôn á. Mình sẽ để sang một bên. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho nửa lít nước vào. Mình cho vào đây và mình vắt tiếp tục lần thứ hai, hay còn gọi là cái nước cốt dảo á các bạn. Này, nước cốt đã vắt lần hai nè, thì mình thu được bao nhiêu đây? Và bây giờ mình đem đi nấu được rồi. Tiếp tục là mình cho cái nước cốt dảo nãy mình vừa vắt á, mình cho vào son để mình nấu. Thì các bạn nhớ chắc từ từ á, cho cái phần nước cốt nó đừng có gớt cái phần cặn xuống đó. Rồi mình bỏ cái phần cặn này ra. Mình cho tiếp vào là 200g đường phèn. Đây mình sử dụng đường phèn cho nó thanh mát hơn á. Còn nếu các bạn không có thì mình sử dụng đường cát cũng được. Và để cái sinh tố của mình nó đậm đà hơn, mình cho thêm xíu muối. Rồi nước cốt này mình bắt lên bếp, mình khuấy cho cái đường nó tan ra hết luôn. Khi cái đường nó đã tan ra hết rồi và cái nước cốt mình nó sôi lên như vậy nè, thì mình cho cái nước cốt nhất vào. Mình cho nước cốt nhất vào, các bạn cũng cho từ từ và mình chừa lại cái phần cặn mình bỏ ra. Rồi sau đó mình khuấy tiếp tục. Mình khuấy sơ cho cái nước cốt nhất đó, nó hòa đều vào đây nè. Rồi mình sẽ tắt bếp và mình để cái nước cốt cho nó nguội hoàn toàn. Đem qua mình xem cái nồi đậu đỏ nè. Thì mình thấy nó cũng đã nở to ra nè. Mình bóp thử.
mình bóp cho nó cái hạt đậu nó mềm gì nè, nó mềm nhũn ra như vậy mà nó vẫn còn nguyên cái hạt đó. Thì mình tắt bếp và mình đổ ra gỗ được đó các bạn. Mình sẽ không có dùng cái nước đậu đỏ này, tại vì cái nước đậu đỏ này nó sẽ có cái vị hơi chát chát nhẹ đó. Bây giờ thì mình đã làm sinh tố được rồi đó. Đây mình chuẩn bị vài cái túi ni lông và ít hun nè. Mình sẽ cho hết cái phần đậu vào bịch trước. Rồi mình xúc đậu mình cho vào đây. Thì mình canh tầm khoảng hơn 2 muỗng xíu á. Đó mình cho vào bọc như vậy nè. Mình cho lần lượt cho đến hết. Này, đậu mình đã cho hết vào bịch này nè các bạn. Bây giờ là mình cho nước cốt vào được rồi đó. Đây, mình sẽ cho cái nước cốt vào bịch sinh tố này. Mình canh nó mình đổ khoảng 2 phần 3 cái bịch đó. Để mình chừa lại 1 phần 3 trên miệng bịch này mình cột nè. Cái này mình đổ nó còn hơi ít. Mình cho thêm một xíu nữa. Đó như vậy rồi các bạn túm cái nhẹ trên cái phần miệng nè. Các bạn vuốt xuống cho nó sát á. Phía dưới rồi mình lấy cọng dây thun mình quấn lại. Mình quấn nhanh tay lên cho nó sát miệng bịch luôn. Rồi mình cột thun lại. Và phần còn lại thì các bạn làm tương tự nha. Bây giờ thì mình đã cho sinh tố vào bịch hết rồi. Thì bước tiếp theo là mình sẽ đi làm đông sinh tố để mình thưởng thức. Tiếp theo mình chuẩn bị một phích nước đá nhỏ nè để mình đông sinh tố. Và đây là một thau đá mình đã đập nhỏ. Mình xúc mình cho vào cái phích này một lớp. Mình xúc khoảng phân nửa. Cho nước đá vào xong thì mình cũng cho phân nửa muối cho vào luôn. Ở đây thì mình sử dụng là 400 g muối. Mình cho trước phân nửa vào. Mình cho thêm một ít nước nữa nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hết những cái bịch sinh tố này vào phích luôn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho đá và cái phần muối còn lại hết vào phích luôn. Rồi nhớ cho thêm xíu nước vào, khoảng 50 ml nước vào nữa nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy cái nắp phích này lại và mình lắc. Rồi thì mình sẽ lắc sinh tố. Nếu các bạn lắc như vậy nè thì các bạn lắc cho cái sinh tố mình nó đông lại từ từ. Và cứ 5 phút các bạn lại các bạn lắc một lần. Và lắc như vậy đến khoảng 30 phút là mình dùng được nha các bạn. Đây sinh tố mình lắc được nửa tiếng rồi nè. Mình sẽ mở nắp ra và mình xem. Nó nước nó tan ra nhiều lắm rồi đó. Các bạn không nên dùng tay nhé, mình dùng cái muỗng á, mình múc lên, tại vì nó rất là lạnh luôn á. Đó. Đó mình sờ thử nè, mình thấy sinh tố nó đã đông lại hết nè các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ là nó không có đông cứng giống như mình bỏ tủ lạnh đâu nha. Nó đông mà nó mềm dẻo á, nó mình bóp nó có cái độ mềm nhẹ nhẹ. Mình sẽ cắt bịch này ra để mình ăn thử nè. Đó, các bạn nhìn nó mềm lắm luôn á. Nó dẻo và nó mềm, nó đông lại nhưng mà nó đông không phải cứng giống như mình đông tủ lạnh, mà nó đông cái độ mềm dẻo, ăn rất là ngon.
Sinh tố của mình mềm dẻo và đậu thì nó bùi, ăn rất là ngon. Và mình ăn vào nó có cái vị ngọt thanh, rất là mát luôn đó các bạn. Thì cái cách làm này nó cũng khá là đơn giản mà sinh tố của mình nó ăn lại ngon nữa. Các bạn hãy làm thử để cho gia đình mình thưởng thức nha. Vậy là cái món sinh tố đậu đỏ bịch của mình cũng đã thực hiện xong. Mà các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Đến đây thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào.